Yeah.
sư phạm. Thì các bạn rất tự tin của bộ trang phục này, bởi vì các bạn phải biết dù là mưa chúng tôi đã tạo áo mưa. Đặc biệt là nữ giới là một biểu diễn rất chuyên nghiệp của tạo hóa. Bảo vệ môi trường để Đà Nẵng mãi là thành phố xanh sạch đẹp.